Xin chào mọi người đã đến với channel của ông Nguyễn. Hôm nay là ngày 18 tháng 8 2023. Mình mà đã cập nhật cái bản tin giá thanh long vào buổi trưa thì đương nhiên là cái bảng giá nó sẽ thay đổi, mình mới cập nhật. Thì nếu mà mọi người thì cảm thấy cái đề tài nó hữu ích thì mọi người hãy nhấn đăng ký hoặc là thích ủng hộ kênh nha. Mình cảm ơn mọi người đã theo dõi trong cái thời gian qua. Thì hiện tại bây giờ trên vườn ruột đỏ nó không còn nữa, ba đầu nó nhích, nó tăng lên. Còn ruột trắng khu vực Bình Thuận rất là nhiều, chứ không có ít đâu. Nhiều khu vực trung tâm của Bình Thuận, nhưng những cái video trước mình đã phân tích rồi, nhiều anh em còn làm ruột trắng và trong đèn hầu như là quanh năm, chứ không riêng gì mà mưa mà không trong đâu. Bây giờ hàng có đều ra thị trường. Và cái đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai nữa là cái thị trường Trung Quốc nó không còn chuộng cái hàng trắng nhiều nữa. Nó đồng nó nghiêng về ruột đỏ. Vì cái thị trường đỏ nó phát triển nó khá là nhiều, nó cảm thấy cái ruột đỏ nó ngon hơn, có lẽ là vậy, theo cái nhu cầu của họ thôi thì họ chuộng ruột đỏ hơn. Còn đôi phần trắng ít người thích lắm, có lẽ là vì đồng tiền ha, ruột trắng nó rẻ hơn ruột đỏ, thì có gia đình thì họ sẽ không đủ đồng tiền, ví dụ vậy, họ bóp lưng thắt lưng một bụng để họ ăn cái ruột trắng, nó vẫn tốt cho sức khỏe, nó vẫn có tốt cho tiêu hóa, thì họ tiêu dùng cái cách này thì nó làm cho cái ruột trắng nó không thịnh như ngày xưa nữa. Thành ra là một phần là cái ruột trắng hiện tại giờ nó không có tăng cao. Rồi còn ruột đỏ, hôm nay vừa họ phát với cái mức giá nhích lên vài giá. Đây là cái bảng giá của anh Thanh Trọng cung cấp. Mình xin nói lại là nó nằm ở điểm là 15 và 16 cho loại 1 ở khu vực Bình Thuận. Đó là mình hay nói loại 1 ở miền Tây, nhưng mà khu vực Bình Thuận họ kêu là loại bò chạy đẹp, còn bò chạy VIP nữa, có loại VIP là gọi là hip VIP, là gọi là hàng đẹp hơn nữa. Rồi loại 2 thì nó rơi vào 10 và 11, còn loại 3 thì nó nằm ở điểm là 5 và 6. Dù nó không có tăng nhiều nhưng mà lên được đôi giá là người nông dân cảm thấy vui và hy vọng hơn. Tiếp đến nữa, ruột trắng thì nó vẫn giữ giá thôi, nó vẫn nằm điểm 11, 10, 11, 12, tương đồng vào 75, 80, 90. Và hàng sang thì nó là 8, 9, 10, nó vẫn giữ giá, nó không có lên. Và cái rằm tới đây á, đây là cái lứa để nó cung cấp vào cái dịp rằm 15 tháng 7 này. Đó là rằm Vu Lan Trúc Nữ, theo mình được biết thì bên Phật giáo cái rằm này họ cúng bái cũng khá là nhiều, cũng là khá là lớn trong những ngày lễ trong năm. Thì đây là cái dịp để lái họ thu mua. Và hiện tại giờ mình nói ngày hôm kia rồi, lái bắt đầu họ gom hàng rất là nhiều, nhưng mà không có thì đương nhiên là phải tăng thôi. Còn những ngày tới đây á, nó mà tăng hay giảm thì mình sẽ tiếp tục có thông tin, mình sẽ cập nhật cho mọi người từ đây cho đến rằm. Mọi người biết là suy nghĩ đi, khi mà lái chợ họ cũng cần hàng để đi trong nước, cái nhu cầu họ cao hơn thì đương nhiên là đó. Mình làm cái tin buổi trưa là ý mục đích là cập nhật cái tin tức về giá cả thị trường. Còn hôm nay á, thì mình sẽ nói rõ hơn một cái vấn đề anh em đang còn có, nhiều anh em đang còn trồng nhiều cái sản phẩm trên vườn á, đu đủ hiện tại á, đu đủ nha, hiện tại anh em đu đủ là theo cái thông tin mình nhận được là cái đu đủ hiện tại giờ thương lái nó không thu mua và có lẽ là bỏ nhiều lắm, chỉ có bán thị trường ở địa phương thôi. Còn với những thương lái mà xuất đi nước ngoài thì họ không có nhận nữa. Và một cái tin nữa mình sẽ nói ở đây nữa là dừa, quả dừa của Việt Nam mình đang còn có một cái hướng đi là Mỹ, đang bắt đầu xuất đi Mỹ. Đây là một cái tin vui cho anh em nào đang còn trồng dừa. Hàng gì bữa giờ thấy cái dừa nó xôn xao hơn, nó cao giá hơn một chút. Chứ được mùa mưa này mình thấy nó rẻ lắm thường. Và đây là cái video buổi trưa mình xin tạm ngừng và xin chúc mọi người thành công, hy vọng là bảng giá nó sẽ tăng để cái người cuộc sống người nông dân thật sự nó tốt hơn. Rồi tôi xin chào tạm biệt nha.